Xin chào tất cả bạn, hôm nay thì cô lại tiếp tục, nhưng mà hôm nay là nhân tiện là trong cái tháng Halloween đấy, hôm nay là mình có một người bạn đồng hành của mình sau lưng cõng bình tiếp tục thôi đấy, thì mai là hôm qua đi đây kìa, đây nhà giá trụ cơ cho thấy không, hôm nay là mình có thể nhà có bề mặt cái từ hầu kia quay ngược lại, nó giống như đấy, cái đấy con thì tiếp tục đi. Thì hôm nay là sau video này thì các bạn biết rằng là các bạn sẽ thấy được là mình hôm nay mình quay một vài cái chỗ mình hôm nay đi thì sẽ thấy là có rất nhiều những nơi mà người ta vẫn mọc thì rất là kém, cũng vẫn là rác bị mặt nhá, rác hữu cơ từ cây cối của mình kìa. Bắt đầu từ đây này, từ đây nghe từ đây nghe. Đấy, tôi nhiều lắm nhưng mà chắc bụng mặt không. Này rác này rác bụng mặt. Một hữu cơ mà nó có liên quan đến vấn đề có liên quan đến vấn đề cây cối, liên quan đến vấn đề mà bỏ đất đai ấy, thì phải ngày mai thì mình đúng không chứ bật lắm rồi ngay rửa bật. Tại vì cái gì nó cũng phải nói từng ngày, chúc mọi người một cái Halloween vui vẻ nhá, tháng 10 mà. Các bạn có biết nói về kinh tế không? Các bạn biết rằng là trong cái mùa Halloween này thì Elon Musk ấy, một trong những nhà đầu nhất thế giới do vấn đề của gọi là Tesla xe ô tô điện giảm về vấn đề giá cổ phiếu đã mất mấy chục tỷ. Nguyên nhân là do gọi là thị trường công nghiệp đang có vấn đề, đặc biệt là vấn đề Panasonic, là hãng minh Panasonic của Nhật Bản đấy, giảm cái này chú. Dạ, thích khủng nhé. Đến mấy em làm đúng không ạ? Vâng. Chúng ta mới thấy được giỏi đúng không? Trong cách đây mấy tháng ông nói là thời điểm này là thời điểm liên quan đến vấn đề trước đi xuống của ngành ô tô điện. Ngành ô tô điện trên nước đã gần như tất cả 85% các công ty start liên quan đến vấn đề gọi ô tô điện của Trung Quốc hiện giờ đã phải nói chính xác là đã bị phá sản. Có những công ty chưa một sản phẩm nào được đưa ra đời đã đóng cửa. Mặc dù chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, có một thời gian chính phủ Trung Quốc đã bỏ mấy tỷ đô la ra để mà hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất điện điện, các doanh nghiệp khác. Và mỗi người dân ở những thành phố lớn đó muốn sở hữu một chiếc ô tô điện rất là dễ dàng, được hỗ trợ rất nhiều thứ. Nhưng mà thưa quý vị, ngành ô tô hay xăng thì vẫn nhiều người nói chung theo là vẫn nhiều người ta vẫn sử dụng cái xăng mà nó chính xác là nguồn nguyên liệu hóa thạch. Thế bây giờ xe điện mới nói thế thôi chứ tại sao Toyota thì chỉ cách đây khoảng một năm trở về trước, chủ tịch của Toyota đã chỉ định các tăng lề liên quan đến vấn đề không phát triển ngành xe điện. Nhưng mà với cách đây khoảng tầm một tuần hay là trong tháng vừa rồi ấy, khi mà họp ở Tokyo liên quan đến vấn đề thì ông đã phát ngôn ra rằng là tôi biết trước là như vậy, và ông rất hả hê, ông rất hả hê cho quyết định của ông ấy, vì ông tin chắc là ngành xe điện hiện tại hoặc là có thể chưa thích hợp thời gian nào giải khá lên. Nhưng mà theo mình nghĩ thì mình là những người đang ủng hộ bộ thường ủng hộ những nguyên liệu xanh này thì xe điện là một trong những ngành phải nói rằng là
thải ra không khí rất là ít về chất thải, nhưng mà ngành công nghệ pin ấy, và nói chính xác là các bạn biết là ngành công nghệ pin thì nó cũng là một ngành ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn. Khi mà nó không còn hoạt động nữa thì đó là những thứ mà cũng là một bài toán rất là nan giải. Có nghĩa là sau một thời gian mấy năm, 10 năm, 20 năm tùy loại pin, khi mà không còn sử dụng được nữa thì những cái nguyên liệu mà làm ra pin, cái thành phần của thì nó trở thành một con vấn nạn liên quan đến vấn đề rác thải môi trường. Tất cả những thứ đó đều là những bài toán rất là lớn dành cho môi trường. Và các bạn biết rằng là những hiện tượng về tàn phá môi trường của chúng ta rất là báo động, đặc biệt trong năm gần đây thiên tai lũ lụt thì chúng ta biết rồi, khoảng phải vạn. Cho nên là nhiều những thành phần rất là lợi dụng vào vấn đề đó. Ví dụ nguồn nước ở sông Mê Công của chúng ta bây giờ rất nhiều phần chống đối, chúng tôi luôn nói rằng cái này là do Trung Quốc nguồn nước sử dụng nguồn nước từ con đường vân đấy. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ là như vậy, tất cả những thứ đó là chưa tặng. Các bạn phải biết một điều là như thế này, những năm vừa rồi ấy, kể cả năm vừa rồi thì quý vị biết rằng liên quan đến môi trường đúng không? Đó là cái đạo mà cháu không có 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 con trôn được đến như vậy. Mình khẳng định được tất cả những thứ đó. Các bạn mà lên các bạn hiểu được. Đây chúng ta làm gì, chúng ta được đổ tội người này người đó. Đổ tội và đặc biệt ảnh hưởng đến chúng ta. Rất nguy hiểm. Chúng ta thì muôn đời chúng ta phải sống với Trung Quốc. Trung Quốc rồi. Trung Quốc thì là cái tính cách của Trung Quốc hay là những nhà cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay, từ cái thời gọi là tổ lũ hĩ rồi, Nai Hy rồi, thì cái tính cách bành trướng của Trung Quốc từ cũng là khó. Nếu mà chính sách ngoại giao của một thời kỳ nào đó của những đất nước phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố liên quan đến vấn đề chính sách ngoại giao của nhà cầm quyền, thì đến từ phút này thì chúng ta phải thấy rằng cái công quyền của đảng của nhà nước Việt Nam đã rất ok, chúng ta ủng hộ lắm. Thế còn được nghe cái hoặc là thế lực phản động không nên cái chiều ngoài luồng ở trên công việc này luôn luôn là những thứ không bao giờ đúng, mình khẳng định các bạn như vậy. Chúng ta cứ nhìn thấy đất nước ta ngày càng phát triển hơn, ngày càng tươi đẹp hơn, người dân càng ngày càng ấm no hơn, ta cảm thấy hạnh phúc hơn, môi trường thì càng ngày càng trong sạch hơn. Thì nhân tiện nói luôn về vấn đề môi trường, ví dụ như là bọn mình thấy rằng là trên không gian mạng ấy, thì nhiều người, đặc biệt là rất nhiều nước thì như thế nói về môi trường Việt Nam nào là ta cảnh này chúng ta phát triển bền vững, nghĩa là chúng ta vừa phát triển kinh tế thì chúng ta vẫn phải bảo vệ môi trường. Nhưng mà nói thật với các bạn chứ không một nước phát triển nào, không kể cả Mỹ, Hàn Quốc, tại châu Âu đều phải phun lộp để trải qua cái thời kỳ đại công nghiệp. Khi mà trải qua thời kỳ đại công nghiệp thì vào những thời kỳ đó thì khẳng định các bạn là họ cái ô tiền rất là nguy hiểm, nó còn đưa ra cái vấn nặng. Nếu ai đã tìm hiểu của 19 đều biết, nhưng mà họ đã phát triển rồi, chuyển các nhà máy đến các nước thứ ba, họ bây giờ còn dịch vụ là thương mại thôi, thì vấn đề là môi trường của họ xanh sạch đẹp hơn là đúng thôi. Còn Việt Nam chúng ta đang nước phát triển, là một nước đang phát triển các bạn. Thì một nước đang phát triển thì chúng ta phải chịu đựng, phải chấp nhận, đừng để khóc được. Chúng ta không được hóa đấy, chúng ta phải chấp nhận. Đây sau thì chúng ta phải chấp nhận. Ai đang sống trong thời kỳ đó phải hiểu cái đó. Còn mà hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
bạn chưa dám nói rằng là mình khẳng định với các bạn rằng là chưa có một chính phủ là như chính phủ Việt Nam chúng ta đâu, làm nước ta phát triển. Xong kèo đấy để cho để em tô em còn gì nhá. Sẵn sàng cam kết ký kết những cái vấn đề gọi liên quan đến vừa phát triển kinh tế lại vừa bảo vệ môi trường, thì đó là một trong những chính phủ mình cảm thấy là rất tuyệt vời ấy. Và thế giới người ta cũng đánh giá rất là cao. Còn một vấn đề là thiên tai lũ lụt các bạn ạ, ta phải chấp nhận một cái nước nhiều nước nó bị chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam mình đâu. Người anh em Tiện Lành ơi, trưởng phòng Bắc đây. Đấy, cái này trưởng phòng Bắc đây. Cái này nó vắc quá. Cái quả hiện tại bây giờ chẳng nói nhận này. Mỗi một con người chuột chết à? Chúng ta bỏ sức ra. Chúng ta ở công dân thì hai điều quyền. Trong quyền pháp quyền. Hiện tại đây. Tổng lãnh thờ. Có. Đảng về số 3. Xin lỗi cho thấy đại hợp. Đồng tập ngày hôm nay thì thế tại đây thì họ không quyền đòi hỏi được tôi, nhưng mà thì ta phải nhìn nhận khách quan thực tế trong thời kỳ nào có độ hay trong thời kỳ nào có đều có người lành người lọ cả, đều có thành phần tốt phần xấu, hay là có những người thì hết mình vì đất nước và tổ quốc, có người lợi dụng điều đó để mà là tạo dựng cho mình một cái thế này rồi thì vứt luôn đấy, tí nó buộc xong lấy cái bao tải khác, cái đó thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta loại dần. Ví dụ ngày xưa cái nơi khoảng là nhiều năm chẳng hạn 20 năm mười mấy năm thì rõ ràng là cái lạm tham nhũng ở Việt Nam của chúng ta, cái đoạn chạy chức chạy quyền hay là kể cả vấn đề là nó luôn là mẫu chất cái gì đó nó chất thêm một cục bao rất là nhiều, nhưng mà càng về sau này làm tùy đấy. Vậy thì ta có thể với đúng ai trong thời gian gần đây ấy, chúng ta làm cái tờ hoặc gần 1 năm ấy thì quá là tuyệt rồi. Còn đặc biệt nữa thì là gần đây nhất thì các bạn mà đi làm những cái vấn đề liên quan đến chúng lấy bao này cho vào trên đầu đi, mùi hôi vừa có con gì chết này. Nếu mà các bạn bịt vào sử dụng online, có nghĩa là các bạn sử dụng thiết bị chụp hình online ấy, tuyệt vời ạ. Không có gì vào thì khẳng định chính vừa nhanh. Các bạn kể thật tại lấy bao khác là xong gì mình đâu, đi, làm rất nhanh đi. Mình đi về vấn đề hộ chiếu tất cả online hết các bạn, lộp lội phí của online hết 160.000. Mà hiện tại bây giờ thì hồ sơ đang được xử lý trên cái phòng xuất nhập cảnh của thành phố. Alo. Đấy. Và mình vẫn lên kiểm tra được. Vẫn là càng ngày càng tuyệt vời, càng ngày càng cực kỳ tinh vi, ưng ý luôn. Chuyện thứ tư các bạn, mình rất nhiều câu nói mình nói với mọi người rồi. Là thì trẻ con cứ sinh ra nó đều phải tập lẫy này, xong nó tập bò, xong đủ các thứ, xong cứ biết đi, cứ đi, xong cứ chạy. Thế bây giờ các bạn cứ muốn phát là chạy ngay không chạy đâu. Các bạn đừng có gọi là vì cái thời đại bây giờ là thời đại 4.0. 4.0 thì các bạn lên internet, các bạn thấy hết được cái thông tin của nước này nước nọ rồi. Các bạn nhìn hình ảnh một ảnh. Cái trướng người ta kể thôi, cái khổ người ta kể. Những thứ mạnh trong cuộc đời này ấy, đặc biệt những người đi xa ấy, quá tinh tướng ấy, có nghĩa là cái dở hơi thì không bao kể đâu. Đấy, cái khổ thể. Hoặc là nói thật là nhiều ông tiếng ra ông tiếng thì biết. Nhưng mà đi làm bây giờ, hoặc là ở bên đó ấy, cái người dân Việt Nam thì hay lắm. Đi xa bên ngoài ấy, nó gặp gì bên đó ấy, nó khó đến mấy, nó nghiêm đến mấy, nó ác đến mấy, thì vẫn ok hết. Nhưng mà về Việt Nam ấy thì cứ luật ở Việt Nam thì làm là ngạt tháp ngạt thở không hiểu đúng không, nghĩa là cái cam chịu của quê nước ngoài không hiểu sao là người Việt Nam mình có cái cam chịu hay nhẫn nhục đến một cách riêng béo có thể nói là đến một cách mà mình không thể tưởng tượng được. Nhưng mà những thứ ở Việt Nam ấy thì ta ok hết phải chê nó, có mình có nhiều người bạn như vậy. Nhà mình tranh luận rất nhiều, thích khủng luôn.
Thì anh em chị Lành ơi, nhớ Lành lấy các thứ tất cả những cái này này. Thì anh em chị Lành quay tới vòng một vòng. Thì mai thì mình... cái này thì đấu nhá. Okay. Đấy cái. Tao cũng bây giờ đấy. Có chuyện thôi. À, nếu mà hôm nay tiếng nó không tốt là một này, nếu mà tiếng nó quỷ dứt quãng ấy thì gặp người thông cảm nhé. Thì hôm nay là mình dùng bằng cái tai nghe Bluetooth để nói chuyện mọi người. Về mình cũng phải chụp thôi nhưng mà tốt. Ví dụ đây các bạn thấy nhá. Đây nhá. Đây là những cái này, vỏ trứng nhiệt độ này. Tại sao hôm nay bọn mình chưa dọn vỏ trứng nhiệt độ mình coi là hữu cơ. Thế đây. Thế đây này. Hay là lá này thì bọn mình chưa dọn vỏ. Hôm nay mình sẽ nói các bạn là mình dọn bề mặt. Mặt là gì đây? Đấy chứ ạ. Hôm qua anh em đi dẫm vào cả đất này, cái mặt đẫm tiếp cái máy cái cô. Đấy, anh em ở đây nhiều súng ấy. Đấy. Cái máy cái cô. Cô thì không sao mà. Cái cô thì nó hết tối rồi. Nó thành hữu cơ rồi. Ở đây mà tối nhỉ. Ta để rác này thì tối rồi là trên cương đó. Thế mình không nói được. Anh em vẫn nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ em làm đây chỉ là nát quả thôi. Nát quả đây thì các bạn nhìn thấy. Đây sau đây mình phải mặt này. Thế là... Dạ. Người anh em gọi là quê đây. Còn rất quê đây, không phải là quê nhá. Quê đây rất là... Trưởng phòng phạm của mình. Thế qua đây vấn đề gọi là... Marketing các thứ. Đi làm hết công việc. Mỗi lúc là một... mỗi lúc mình tập, mỗi lúc mình tập một vai trò, như thịt mình thế thôi. Đi đến chủ tịch hiện tại bây giờ đang quay phim, là cameraman. Mình đây đang là gọi là lực lượng, đang là hot. Còn trưởng phòng phạm thì đang là đưa gọn gàng lại. Mỗi người có một khả năng hướng riêng, mình có thể hiểu biết. Hơn về xã hội thì nói tốt hơn để lại cố gắng mình nói để cho cái video đỡ buồn. Thế còn lại là những trưởng phòng phạm thì anh chân giỏi hơn chẳng hạn, hành động quá mỗi người chiến chủ tịch thì có thể là một người gọi là quay phim tốt hơn thôi. Dẫm lại dẫm mạnh lại dẫm mà cứ không bao giờ. Ôi nó có mìn là chuyện thường. Nó ỉ chứ mình thì dọn rác rất mình không có gì cả. Mình mà đâu chẳng có mình. Nhưng mà hôm qua mình kia mình hôm qua là cùng nước à, nước thì nó mùi hơn nghe ta. Cố gắng ủng hộ nhá, ủng hộ bây giờ tinh thần thôi. Nhiều người ta cũng nhìn đấy chứ, người ta cũng cười. Nhưng mà thôi, mình muốn lan tỏa. Bất kỳ ai đi qua người ta nhìn. Ra khi mà mặc bộ đồ này cũng ra là phải đông người. Nhưng mà đã tốt là mình vẫn làm cái đồ thì nhìn cái thôi. Còn ra là phải bước rồi. Ôi không phải quét đâu. Nhật giác, nhật giác. Ai phải quét đâu, nhật giác. Nhật giác. Cái này anh nhớ rồi, đặt được vào cái đấy đó. Nhặt ly lông thôi. Ừ. Ly lông với cả ngoại. Cái mà rác cho nó thay hủy. Con bài bắt đầu mình mới gọn sạch. Cái bề mặt đấy. Có cái hợp tính dụng nó đây. Là chuẩn nhất. Đây. Từ đây nhiều đấy. Đây các bạn thấy nó đúng là chúng cơ không? Thực ra ở đây nhá, anh em có máy nghiền ấy. Ở nước ngoài, nếu mà anh em là ở nước ngoài biết rồi ấy. Khi người ta chặt cây ấy. Hay là cỏ thì ta có cái máy. Cái máy ta để đây là máy nghiền. Nó vào nó nghiền lát ra như mùng cưa luôn. Thế là người ta bán lại đấy. Người ta phơi khô đi. Xong người ta bán nhé. Người ta bán lại cho những cái gọi là công ty buôn lại. Bán hàng thì bán cho những cái về cho vào cây đấy. Hoặc là cùng đấy mặt đất đấy. Đông đẹp đấy. Mùng cưa hay là người ta tạo ra các hình khác nhau. Mỗi lát cắt nó khác nhau. Có thể cái hình vuông, cái không vuông, cái hình quả chám hay là một hình cù nào đó. Thế là họ lại ABC nào đó họ lại chuẩn đóng vào bao. Họ đóng vào bao xong phát thì các bạn biết là gì không? Khi họ đóng vào bao phát thì họ bán. Về đây là mình
mình làm một cái vườn cây này chẳng hạn, hay là đây là gọi vườn hoa nhỏ. Đấy, thế là đất ta trồng xuống, thế là xuống mặt đất ở trên, thế ta lại giải mùn cưa lên, người ta giảm, ta nói cấp đẹp lắm. Xong lại mấy tháng là phai. Nhưng mà rất là tuyệt vời các bạn. Nhìn đẹp á. Nhưng mà không phải đá đâu, mà nhiều nước hiện tại bây giờ nhiều vùng. Người ta bây giờ đang nghĩ đến cái vấn đề để bảo vệ thiên nhiên. Cho nên là tất cả những cái gì dính với thiên nhiên, đá này, hay là sỏi này, hay là kể cả những cái cây cối ở trong rừng ấy, là người ta không chặt, người ta để là phát triển tự nhiên luôn. Thế là người ta không bao giờ ảnh hưởng tác động môi trường đấy. Thế là gì đâu? Thế là người ta lại dùng bằng những cái tái, tái chế. Tái chế để làm gì? Tái chế để người ta lại làm đổi sang cái gì đó. Hay lắm. Mình thấy mình Việt Nam mình chưa giàu thì có thể là nghe đó nhiều người sẽ dừng người đợi. Mình biết rằng là bây giờ nhiều gia đình giàu ở khu biệt thự, ở Kim Home, ở cái khu mà khu đô thị cao cấp ấy, là nhiều gia đình thờ họ cái trang trí vật cả đấy rồi, rất là đẹp. Nhưng mà là ai muốn cái cắt cỏ đấy không? Chắc chắn phải khẳng định các bạn là sang là sau đặt cỏ máy cắt cỏ, dù kể cả không có tiền mình sẽ kêu gọi tài trợ, mình sẽ nhờ ông anh của mình hay là nhờ những cái thân của mình tài trợ để mình có cái luôn. Tại vì mình nói thật các bạn, mình không mua vậy. Đẹp tiền thôi. Mình góp lọ thử mua rồi. Mình đã đặt về. Và mình đã đi tìm hiểu từ những người anh em thân biết. Mua những cái đồ bây giờ cắt cỏ 1 triệu và chạy pin ý. Nó bảo là người ta bảo rằng là không thể đủ công suất. Mà mua loại tốt thì nó mới dùng được lâu. Nó đây là công việc mình dùng lâu. Có nghĩa là dùng đến đâu. Bây giờ nếu mà một người mà mua cái đấy mấy hôm hậu mà mình đã đi tìm hiểu rồi, phương máy cắt cỏ và chạy máy động cơ 2 thì được bảo thế là cổ có cái để cái đầu lưỡi đấy, nếu mà các đầu lưỡi nữa thì nó rơi vào tầm nói chung là phải tầm 8 triệu một cái máy thổi bụi cắt cỏ xong máy thổi nó rơi vào 6 triệu mấy thì 8 triệu dùng được. Công suất đánh đủ ngoài cái cọc này, không phải là một nhà. Và một cái máy nữa là máy xì rửa sạch đường này này. Và nó chạy cái pin ấy. Và nó hút ra nước ở trên, không có gọi là nước bể áp suất, là nước nguồn từ trong cọng xô ấy. Thì mình hỏi rồi, nó phải rơi vào 4 triệu. Nó phải tầm loại tốt phải tầm 2.200 hay 1.800 hay là một bao nhiêu ấy, EPI ấy kia. Đấy, chúng ta có vị trí của áp suất ấy thì mới dùng được. Thì tóm lại phải mất khoảng 20 triệu. Ông anh yên tâm, mình sẽ gặp các ông anh đông dấu của mình. Mình sẽ ngồi nói chuyện. Đấy, mình không nhận tiền. Ly lông trên đấy là nhặt hết. Mua cho mình một cái. Rác tiếp thì để mai dọn. Chứ giờ mình mà ngồi, cơ để đấy. Chứ mình bây giờ ngồi mà mình mua đấy kia đã không được. Đấy. Dưới anh này nghe ở ngoài này còn. Vâng. Đấy thì mình nghĩ rằng là các anh em ủng hộ thôi. Đấy cũng cụm thôi. Chứ không phải là lấy tiền thì làm gì. Đấy các bạn thấy không, cái túi ni lông này là đặt chôn đây về cả nửa thế kỷ. Không, đây là cái túi lông lâu rồi. Khuẩn có lúc mình phân hủy đấy. Nó không thể phân hủy. Đấy đây được. Nó sạch luôn này. Ok. Nó sạch thực. À, nói thì chắc không vào đâu, tại vì hiện tại tôi đang nói bằng cái này. Còn thực hiện hết cái này. Bây giờ nhá, mình giao việc cho người nghe này. Đây, cái túi nghe này cũng đặc biệt nữa là việc anh em đây nhận hết cho mình tất cả, còn lại để lại vĩ vô một ba đây, ta sẽ dọn sạch đống này luôn, cái đống này luôn và rót hết nơi này vào một góc, trong một là đốt mà đốt được đốt cầm bây giờ đây mà đốt với tay là đốt được rồi đấy, chạy đốt được nơi đây, việc anh em ấy đại khái là như vậy. Thì hôm nay chắc là mình cũng tập rất rồi.
mà lúc trước anh tắt túi ngồi ngoài không vào không được rửa sạch nhưng được bao nhiêu rồi cởi áo ra cởi giày chẳng may lại vào đấy là mai mặc vào thú rình. Hôm nay đây người kia về nhặt luôn. Hôm nay bọn mình chuẩn bị nhiều tả đó. Đấy, cái rác đi, sau sau cái này thì mình sẽ nối tiếp với cả một trong cái video mà hôm nay mình đi thì mình nhìn thấy cái bãi rác dạng công nghiệp ấy, mà lại ở một cái đường rất là đẹp. Mời các bạn xem tiếp đi, thì sẽ xuôi nhanh và khúc nhạc để các bạn nghe cho đỡ buồn và sau đó lại tiếp tục một câu chuyện. Ôm hết vào mọi người. Đấy ni lông. Ni lông với cả những cái gì đó bẩn liên quan đến vấn đề màu trắng ấy. Hay cả vải bạc bạc ấy. Cái tên một màu đen. Màu đất. Cho thủy lông mới nó vứt to ra, to quá vứt sang một góc. Tí nữa cho vào sau. Tắt đi. Các bạn ở sau các bạn thấy rằng là bọn mình sau một lúc bọn mình cũng giải quyết hết rồi thì chiếm quay phát đầu tiên này thì các bạn thấy không là không còn những cái gọi là rác thì có phân hủy nữa, còn rác hữu cơ đây các bạn nhìn này có những lá này rất là với cả cây khô với cả loa những thứ mà mai bọn mình sẽ dọn tiếp một lần nữa là dọn hết cái này. Đấy thì nó sẽ lộ ra cái lỗ mặt thì là lộ ra cái mặt mặt gạch và cái cây có cỏ này cái mặt thì bọn mình sẽ làm cỏ hết một hôm làm cỏ hết sau khi làm cỏ hết thì bọn mình lại quét sạch đi sẽ có một hôm trời nó nhàn nhỉ một hôm trời nó sẽ mưa xuống chẳng hạn thế là đấy nó rửa sạch đi và lắng lên thế là nó lại rất sạch nó giống như những cái đoạn đường mà mình đã từng làm mà bọn mình đã từng quay lên thì xin chào và hẹn gặp lại trong tiếp theo. Và những cái tập tiếp theo bọn mình ủng hộ mình nhé. Bọn mình sẽ làm rất là lâu. Vì sau này có những chương trình rất lớn đến ủng hộ mình liên quan đến kênh đời, liên quan đến ABC ấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới cái ở trên ấy. Cái dưới toàn hữu cơ thôi. Đấy nhặt cái mặt bề mặt trên nó không phủ trắng thôi.
nhựa nhủng là phải hút hết. Dây hút sao kìa. Nhựa nhớt ở phía trên. Này 30 phút. Hai mươi giây quay lốt này khoảng chục phút nữa thì ngon. Là chắc không được. Đây quay thêm được phút này. Được tiền không? Không rồi, chỉ nghe từ này thôi. Đây đâu? Đây đâu? Kìa còn như đâu kìa? Đây, phía sau này, còn có 3 cái. Trên mặt là phải gọn hết. Kìa. Đừng có bới ra nữa. Okay.